Xin chào cả nhà, hôm nay là 22 tháng 4 năm 2022. Hôm nay thì bên nhà em có test một cái combo là một máy Dyer 5kg 2022 và hai pin SVE này. Hai pin SVE giao tiếp tạo thành 51,2V 200Ah này. Và một tủ điện. Tủ điện này thì khách về tự giác nhé. Tủ điện này hiện tại bên em đang bán với giá là 3,5 triệu. Khách về tự giác. Còn đây là cấu hình, hiện tại là đã cấu hình sẵn hai SVE này, giao tiếp với nhau tạo thành 200Ah. Hiện tại thì mẫu SVE loại để tủ này bên em đang cung cấp với giá là 29,5 triệu, bảo hành 5 năm. Đây thì khách hàng này ở Thái Nguyên có mua một tủ điện này, hai pin SVE và một Dyer của hai nghĩa. Đây là mẫu Dyer của năm 2022 nhé. Mẫu 2022 thì nó có khác chút này, khi mà mất điện lưới thì nó sẽ lên cái dấu gạch chéo ở đây này. Đấy, còn các cái Dyer trước thì nó sẽ không lên gạch chéo nhé. Bắt đầu từ 2022 thì cái phần mềm mới thì nó sẽ lên dấu gạch chéo khi mà mất điện lưới như thế này. Hiện tại thời điểm này đang là ngày 22 tháng 4 năm 2022, 8 giờ 14 phút buổi sáng. Hôm nay thì ở Hưng Yên nhà em thì không có nắng, trời âm u. Hai dàn pin em đang test đây là một dàn pin 9 tấm 390 của Caladian. Thì dàn pin 9 tấm đang có điện áp là 340V, dòng là 1,1A và công suất là 376W. Dàn pin số 2 là 3 tấm 160W của Nhật, có điện áp là 252V, cường độ dòng điện 0,4 và công suất là 123W. Cái dàn pin số 2 này là 160W nhé, tức là công suất của nó là 420W, còn dàn bên này công suất là 390 nhân mấy cả 9 tấm 3600. Về buổi sáng thì cái tấm của Nhật bao giờ nó cũng lợi điện hơn này. Đây máy mới mà các chỉ số nó sẽ chưa có nhá. Đây. Về phần giao tiếp pin, ở giao tiếp pin thì pin đang được giao tiếp đây. 53,12V là điện áp của pin, dòng sạc là 0,0, sức khỏe là 70%. Dung lượng là 78% và sức khỏe là 100% này. Điện áp sạc là 55V, dòng sạc là 100A và dòng xả là 200A nhé. Mọi người chú ý là khi mà hai quả pin giao tiếp với nhau thì nó sẽ dòng sạc là 100 và dòng xả là 200. Ví dụ bây giờ em sẽ tắt đi một quả nhé. Đây, tắt đi một quả chẳng hạn. Đấy. Tắt đi một quả thì trên này một lúc sau thì nó giao tiếp, nó sẽ nhận ra là dòng sạc là 50 và dòng xả là 100. Khi hai quả pin SVE nó giao tiếp với nhau thì dòng sạc ở trên cái con Dyer này nó phải lên 100 và dòng xả nó lên là 200 thì mới là giao tiếp được nhé. Còn nếu mà nó là 50 và 100 là chưa giao tiếp được. Đấy. Khi bật quả pin số 2 lên thì cái dòng sạc nó phải tăng lên gấp đôi và dòng xả cũng phải tăng lên gấp đôi. Đấy. Đấy, dòng sạc sẽ là 100 và dòng xả là 200. Đó là hai quả pin giao tiếp được với nhau này. Đây là về phần giao tiếp. Các chế độ thì nó cũng cài kiểu như của 2021 thôi. Công suất PV đầu vào là 6500W này. Radio export to loud này. Với cái con Dyer này thì nó chạy hai chế độ là export to loud. Export to loud là chạy giống như con Lux Power phiên bản phổ thông ấy, là chạy CT nằm ở trong máy, còn Radio Export CT là sẽ cắm CT rời. Máy có theo CT rời nhá. Nếu mà muốn bám tải CT thì tích vào CT. Còn Solar Cell là bán điện này. Công suất bán điện là 5000W này. Radio Export Power là 20W này. 20W đây là nó sẽ lấy lưới 20W này. Loud First là cái điện năng lượng mặt trời xuống chủ yếu nuôi tải. Ưu tiên nuôi tải, còn Time of Use đấy. Các chế độ nó vẫn vậy thôi, không có gì cả. Các cái phần cài đặt này.
basic các thứ. Nói chung là máy 2022 thì nó chỉ có khác mỗi chút là khi mất điện lưới nó sẽ lên cái gạch đỏ ở đây thôi, còn những cái máy đời khác thì nó không có. Bây giờ đóng điện lưới nhá, đóng điện lưới này. Đóng điện lưới thì phải 1 phút nó mới có tác dụng nhá. Đây, điện lưới là 239V này. Đấy, nhưng mà nó chưa báo. Về các cổng kết nối và giao tiếp này, đầu tiên là PV thì mọi người sẽ cắm vào đây. Đây là công tắc DC switch, công tắc tắt bật nó phải lên xanh này. Ở dây ắc quy ở đây là khách sử dụng là dây 35mm nhé. Dây 35 hiện tại bên em đang bán là 140.000mm này. Wi-Fi sẽ bắt ở đây, tiếp địa bắt ở đây. Đây là GIP. GIP là cổng điện lưới vào này. Loát là cổng điện lưới ra này. Gen là cổng máy phát này. Cổng com để kết nối cảm biến nhiệt độ, kết nối giao tiếp. Với giao tiếp với cả SVE thì mọi người sẽ cắm vào đây nhé. Cắm chính bằng cái dây của máy hoặc dây mạng 8 sợi sẽ cắm vào chỗ này. Đấy, cái chân này nó gọi là chân BMS CAN này. Đấy, mọi người nhìn thấy chữ BMS CAN này. Còn ở trong đây thì ở đây nhà em đang sử dụng biến áp cách ly, em thử máy nên em không bắt tiếp địa nhé. Còn khi về mọi người lắp bắt buộc phải bắt tiếp địa nhé. Không bắt tiếp địa sờ vào của máy nó sẽ bị giật đấy. Đây là điện lưới vào, đây là điện lưới ra này. Đấy. Đây, còn đây ắc quy sẽ đấu đây, dương bên tay trái và âm bên tay phải đây. Đấy, nó đóng điện lưới rồi đấy. Đây, điện lưới đã được đóng. Đang kéo lưới vào 140W này, nhà dùng 400W này. Đây, kéo lưới đây. 0.05. Đây, 78%. Đấy, có vậy thôi. Đây là dây này, là dây khách hàng sử dụng, dây là dây 35mm vuông nhá. Dây 35 đồng mềm. Kết nối với 2 SVE. Về 2 SVE thì em cũng chú ý mọi người là cách gạt SVE nhá. Quả nào là quả master, tức là quả số 1 ấy, thì mọi người sẽ gạt số 4 lên. Đây. Đây là cái giao tiếp với cả dial thì sẽ sử dụng cái giao tiếp giao thức là CAN này. Đấy, thì quả số 1 là công tắc 123 sẽ gạt xuống, công tắc số 4 sẽ gạt lên và cắm cái dây giao tiếp vào biến tần này. Tiếp theo là cái dây mà để truyền xuống cái quả số 2 ấy. Đấy, là sẽ sử dụng dây mạng 8 sợi nhá. Đấy, thì mọi người sẽ cắm xuống cổng bát com của quả số 2, cắm vào hai cổng này đều được. Đấy. Ở dưới quả số 2 thì là công tắc 134 sẽ gạt xuống, công tắc số 2 sẽ gạt lên. Đấy. Và khi giao tiếp thì là cái quả số 1 nó sẽ phát ra tín hiệu đèn nhấp nháy và quả số 2 nó sẽ đáp trả bằng một cái đèn chớp vàng này. Đấy, tức là quả số 1 nó phát ra thì quả số 2 sẽ chớp giả như này. Đấy, và cái quả số 1 này thỉnh thoảng nó sẽ chớp cái đèn vàng một cái này. Đấy, như thế là nó đã giao tiếp thành công. Và khi giao tiếp thành công thì là ở trên máy dial nó sẽ hiển thị là dòng lạp là 100A, tức là mỗi một quả sẽ là 50. Và dòng xả sẽ là 200, mỗi một quả sẽ xả 100 là thành 200. Nó phải cộng dồn vào như vậy thì mới là giao tiếp chuẩn. Thế còn nếu mà nó vẫn là 50 và 100 là không giao tiếp được nhé. Là hai quả SVE chưa giao tiếp được với nhau. Hai quả SVE bắt buộc nó phải chung phần mềm thì mới giao tiếp được. Đấy, nên khi mua là ví dụ mọi người mua là chạy cho máy dial chẳng hạn thì bên em sẽ làm phần mềm cho máy dial. Còn mặc định mẹ nó đẻ ra là nó sẽ chạy với cả Lux Power. Về cách đấu chia pin thì đấu pin với nhau thì hai dây đấu với nhau đây. Đây là hai bách SVE sẽ đấu bởi hai sợi dây đỏ và dây đen này. Đấy, đấu theo kiểu đấu chéo. Ví dụ như là lấy nguồn dương của quả trên thì sẽ lấy nguồn âm của quả dưới. Để làm gì? Để cho nó cân điện nhau. Nếu như mọi người là lấy hết một nguồn từ trên kia thì cái quả bên trên nó sẽ bị rút điện hết trước. Quả bên dưới nó sẽ bị rút điện hết sau. Đấy. Thì khi mọi người đấu chéo như này. Đấy, thì là nó sẽ lấy điện đều cả hai quả. Và dung lượng của hai quả hiển thị ở trên kia là nó sẽ là chia đôi. Ví dụ như quả dưới là 70%, quả trên này là 90% thì nó sẽ chia ra là 80%, thì trên máy nó sẽ hiển thị là 80%. Còn khi hai quả nó đã hết điện một lần mà nó đồng bộ được với nhau thì là nó sẽ đều nhau. Tỷ lệ lệch nó chỉ là khoảng 5% đổ lại thôi. Đấy. Nếu như mọi người làm dây bắt, khi dây phải bắt dài giống nhau này, bằng nhau này, thì là cái tỷ lệ lệch nó chỉ khoảng 2%. Tức là một quả là 90, một quả là 88%. Cái đấy gọi là lệch 2%. Còn dây dẫn mà đi xuống là nó không đều nhau là thứ nhất này. Mấy cả cái dây lối từ quả lọ quả kia nó không đều nhau, độ dài kích thước không bằng nhau.
thì nó sẽ dẫn tới là nó sẽ bị lệch điện của từng quả. Còn máy thì nó sẽ tự đồng bộ với nhau, hai cái dây này nó sẽ tự giao tiếp và tự đồng bộ để kết nối với biến tần, để biến tần nó hiểu rằng đang chạy hai quả pin SVE. Đấy. Khi biến tần nó hiểu được thì trên biến tần nó sẽ hiển thị là 200A. Nó sẽ hiển thị như thế này, dòng sạc là 100, tức là mỗi quả 150 là tạo ra 100, và là discharge current là 200A, tức là mỗi quả là 100A thì nó sẽ tạo ra 200A. Đấy, còn SOC đang là 78%. Với pin SVE treo tường thì nó sẽ không hiển thị, nó không có màn hình nên là nó sẽ không hiển thị lên cái phần trăm. Đấy là một phần trăm mọi người sẽ quan sát được trong máy này. Khi cái thằng Dyer này nó giao tiếp với cả SVE nhé, hoặc các pin khác là đều không xem được cái cell ở trong này đâu mọi người nhé, chứ không xem được điện áp của từng cell. Nó chỉ thông báo phần trăm tổng thôi chứ nó không thông báo các cái điện áp của các cell. Ví dụ cell số 1 bao nhiêu, cell số 2 bao nhiêu là nó không thông báo được. Mỗi một cái máy nó sẽ có một cái giao thức nhất định. Xem được những cái đó thì thường ở trên máy Lux Power nó sẽ có. Còn máy Dyer thì không có chế độ đó. Ở dây chạy cho máy Dyer, về phần dây ắc quy mọi người có thể chạy dây 16, dây 20, 16, dây 25 hoặc dây 35. Ví dụ như ba cái bác khách này, bác cái chạy dây là bác yêu cầu là dây 35. Thế còn mọi người có thể sử dụng dây 16. 16 thì nếu mà chạy tải 5 kg là hơi nóng nhé. Còn chạy dây này là được. Đây. Dây này đây mọi người xem dây này. Cái này nó không lấy nét đây. 450 V AC trên 750 V DC. Dây lõi đồng này. 1 x 35 này. Tiêu chuẩn Việt Nam là 6610 cái gì đấy của hãng World Cup này, Made in Việt Nam. Cái dây này là đồng mềm nhé, 140.000 một mét. Còn dây 25 là 100.000, còn dây 16 là 70.000 một mét. Đây còn bên trong này là quả pin EVE này, quả pin EVE này là em vẫn đang chạy với cả con Segatec 6 kW đây. Segatec 6 kg. Hiện tại là cái Dyer nó đang chạy với chế độ là nó mình gọi là chế độ bám tải đấy, tức là nó ưu tiên năng lượng mặt trời xuống là sử dụng cho tải, thừa thì sẽ lạc vào pin. Đây ví dụ mọi người sẽ thấy là năng lượng mặt trời xuống thời điểm này là với dàn 9 tấm 390 công suất là 540W, còn dàn 3 tấm 160 công suất là 151W. Đấy, thì là nó như vậy. Cái mấy cái tấm của Nhật này điện nó rất là nhạy nhá. Ví dụ như là có 3 tấm thôi là đã là 254V và buổi sáng sớm mà công suất đã là 150W rồi. Mà cái dàn kia là tận 9 tấm 300 mới gấp được có 3 lần một chút, gấp được hơn 3 lần, chưa gấp được 4 lần. Chứng tỏ là cái tấm của Nhật này nó rất là nhạy điện và rất là được chạy được điện. Mới sáng sớm nó được có 3 tấm 160 thì được 155W rồi. Còn kia hẳn 9 tấm 390 mới được có 573W. Tấm pin của Nhật nó có nhược điểm là diện tích nó lớn, lắp đặt nó sẽ mất nhiều diện tích và mất nhiều tấm. Nhưng mà đổi lại thì cái điện nó sinh ra rất là nhiều, nó đẻ ra được cả Caladrian. Hiện tại là em đang chạy 9 tấm Caladrian 390 một dàn này. Đấy là dàn số PV1, dàn PV2 thì có 3 tấm của Nhật thôi. Đấy là chạy trực tiếp trên một con biến tần thì mọi người sẽ thấy được sự khác biệt giữa pin Nhật và pin của Chila. Đấy là về phần pin nhá. Còn nó đang là 760W thì nó nạp xuống là 300W, còn nhà sử dụng 280W này, kéo lưới vào khoảng 50W này. Đây là do không bám tải bằng CT nên ra là nó sẽ nhận diện, nó rút lưới vào. Còn nếu bám tải bằng CT thì nó sẽ kéo lưới là không. Cái đấy là do mình điều chỉnh ở cái mục này này. Đây này, cái mục là Rero Export Power 20 này, chọn về số 0 là nó sẽ kéo lưới là không luôn. Đây ví dụ chọn nó số 0 nhé. Nhưng mà cái đấy là nó phải có tác dụng khi mà mọi người gắn CT vào nhé. Còn không gắn CT thì là nó có bám không? Đây nó vẫn đang bám 34W, loát là 34W này. Nó vẫn đang kéo từ bài, thì bài là mua từ điện lưới là 34W này. Nó đang mua từ điện lưới là 34W. Chỗ này cứ để 10 đi.
để 10 để cho nó luôn luôn ăn điện lưới là 10W. Đấy. Chỗ này điều chỉnh 10 là nó sẽ tự động, nó sẽ luôn luôn ăn điện lưới là 10W để duy trì là cảm nhận được điện lưới cho nó tốt hơn. Đấy, cho nó không thì nhiều khi là nó nghỉ điện lưới mất. Tiếp về phần CT thì mọi người sẽ bấm vào đây, sẽ cắm vào đây này. Ở đây có chữ BT, BT là battery temp, là nhiệt độ của cái cảm biến nhiệt độ của hệ thống ắc quy nếu như sử dụng giao thức là sử dụng ắc quy trì. Còn chân 34 là HM, HM là cái chân CT, mọi người sẽ cắm CT vào đó. Chân GV, GS, ATS 240 là những cái đấy bỏ qua. Những cái đấy là nó nghiên cứu cái khác. Đây, còn giao thức giao tiếp với cả pin lithium thì sử dụng giao tiếp BMS can nhé. Máy phát thì mọi người sẽ đấu vào đây này. Khi nào điện ắc quy yếu hoặc khi nào mất điện lưới thì nó sẽ hiển thị lên cái biểu tượng máy phát ở đây. Nếu có điện máy phát thì điện máy phát sẽ chạy vào đây. Thế còn trong trường hợp không sử dụng máy phát thì biến chạy kết hợp với cả một cái biến tần micro inverter thì sẽ có một cái biến tần micro inverter chạy từ trên này xuống. Và cái chân output của cái biến tần micro inverter hoặc các biến tần khác sẽ được gắn vào đây. Máy nó sẽ tự điều tiết. Biến tần micro inverter chỉ chạy khi có điện lưới thôi nhá. Còn khi không có điện lưới thì biến tần micro inverter sẽ không được chạy. Giờ hôm nay em giới thiệu tới mọi người về cái bộ Dyer của một khách hàng. Máy Dyer hiện tại bên em đang cung cấp với giá là 24.500, bao ship toàn quốc, bảo hành 5 năm. Và cái pin SVE đang cung cấp với giá là 29.500, bao ship toàn quốc, bảo hành 5 năm. Tủ điện chưa ráp thì bên em đang cung cấp là 3.500.000, bao ship toàn quốc. Và tủ điện thì được bảo hành 1 năm nhé, bảo hành cả ATS và các thứ, tất cả những cái gì nằm trong tủ điện này sẽ được bảo hành 1 năm này. Còn nếu mọi người mua ATS rời thì cái ATS này hiện tại bên em đang bán là 600.000, bảo hành cho mọi người 3 tháng. Còn khi mua kèm tủ điện thì nó sẽ được bảo hành 1 năm. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin phép mà kết thúc video tại đây. Mọi người có nhu cầu đặt mua thì liên hệ Solar Nghiên. Số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người.